Welcome. Today, we'd like to share with you about a topic of artificial intelligence, AI. What is artificial intelligence? With example, see powerful example of artificial intelligence in use today. Artificial intelligence, AI, is the brand of computer sciences that emphasize development of intelligent machines, thinking and working like human. For example, speech recognition, problem solving, learning and planning. What is artificial intelligence? Simple definition. Artificial intelligence, AI, is ability of computer program or machine to think and learn. It also a field study which try to make computer smart. As machine become increasingly capable, mental facility one thought to require intelligence are removed from definition. What are three types of AI? Theoretical AI say that intelligence, be it natural and artificial, has three types. First, artificial narrow intelligence. Second, artificial general intelligence. Third, artificial super intelligence. What is the purpose of AI? The role AI is to create robots that can be adaptive like human and perform multiple tasks. The main purpose in my eye would be to save human work. What is the future artificial intelligence? The future artificial intelligence as follow. Artificial intelligence is developing faster than you think and speed up at potentially. You use artificial intelligence all day, every day. Robots are definitely going to take your job. What are the advantages and disadvantages of artificial intelligence? AI would have cut low error rate compared to human. If coded properly, they would have incredible decision, accuracy, and speech. They won't be affected by hostile environment. They're able to compete dangerous tasks, explore, inspect, and endure problems that would injure or kill us. How do I start learning artificial intelligence? It's easy step to get started learning artificial intelligence. Number one, pick a problem you interested in. Number two, make a quick, dirty, hacky, and end-to-end solution to your problem. Number three, evaluate and improve your initial solution. Number four, write up and share your solution. Number five, repeat. One and four are not a diverse set of problem. Number six, serious compete in a Kanko competition if you're not already done so. E-learning artificial intelligence easy. Machine learning is an application of artificial intelligence AI that provides system with ability to learn and improve from experience without being explicitly programmed. The more data we have, the better result we can expect. Where can I learn AI? The sixth best free online artificial intelligence course available. Learn with Google AI, Google Machine Learning, Stanford University Machine Learning, Columbia University Machine Learning, NVIDIA Fundamental Deep Learning for Computer Vision, MIT Deep Learning for Self-Driving Car. Who can learn artificial intelligence? Job in AI. AI job typically require bachelor degree or higher in computer science, engineering, or IT experience with multiple programming languages, include Java, Python, JavaScript, and SQL. And experience in data science also a big plus. Remember to subscribe. Hôm nay tôi muốn chia sẻ đến các bạn về một đề tài của trí tuệ nhân tạo AI. Trí tuệ nhân tạo với các ví dụ là gì? Chín mạnh mẽ ví dụ của trí tuệ nhân tạo trong sử dụng ngày hôm nay. Trí tuệ nhân tạo AI là nhánh của khoa học máy tính nhấn mạnh sự phát triển của máy móc thông minh, suy nghĩ và làm việc như con người. Ví dụ,
nhận dạng giọng nói, giải quyết vấn đề, học tập và lập kế hoạch. Trí tuệ nhân tạo định nghĩa đơn giản là gì? Trí tuệ nhân tạo AI là khả năng của một chương trình máy tính hoặc máy móc để suy nghĩ và học hỏi. Đây cũng là một lĩnh vực nghiên cứu cố gắng làm cho máy tính trở nên thông minh. Khi máy móc ngày càng có khả năng, các cơ sở tâm thần từng được cho là cần có trí thông minh sẽ bị loại bỏ khỏi định nghĩa. Ba loại AI là gì? AI là lý thuyết nói rằng trí thông minh có thể là tự nhiên hoặc nhân tạo, có ba loại: trí tuệ thu hẹp nhân tạo, trí tuệ tổng hợp nhân tạo, trí tuệ siêu nhân tạo. Thú vị nhất trong tất cả các môn. Mục đích của AI là gì? Mục tiêu của AI là tạo ra những robot có thể thích nghi như con người và thực hiện nhiều nhiệm vụ. Mục đích chính trong mắt tôi là để cứu con người làm việc. Tương lai của trí tuệ nhân tạo là gì? Các tương lai của trí tuệ nhân tạo như sau. Trí tuệ nhân tạo đang phát triển nhanh hơn bạn nghĩ và tăng tốc theo cấp số nhân. Bạn sử dụng trí tuệ nhân tạo cả ngày, mỗi ngày. Robot chắc chắn sẽ đảm nhận công việc của bạn. Những lợi ích và bất lợi của trí tuệ nhân tạo là gì? AI sẽ có tỷ lệ lỗi thấp so với con người. Nếu được mã hóa đúng, họ sẽ có độ chính xác và tốc độ đáng kinh ngạc. Chúng sẽ không bị ảnh hưởng bởi môi trường thù địch, do đó có thể hoàn thành các nhiệm vụ nguy hiểm, khám phá trong không gian và chịu đựng vấn đề sẽ làm tổn thương hoặc giết chết chúng ta. Làm thế nào để tôi bắt đầu học trí tuệ nhân tạo? 8 bước đơn giản để bắt đầu học trí tuệ nhân tạo. Số 1. Chọn một vấn đề bạn quan tâm. Số 2. Thực hiện một giải pháp nhanh chóng, bẩn thỉu, hắc kỳ, đầu cuối cho vấn đề của bạn. Số 3. Phát triển và cải thiện giải pháp ban đầu của bạn. Số 4. Viết lên và chia sẻ giải pháp của bạn. Số 5. Lặp lại 1/4 trên một loại các vấn đề. Số 6. Nghiêm túc cận trăm trong một cuộc thi Kaggle nếu bạn chưa làm như vậy. Học trí tuệ nhân tạo có dễ không? Học máy là ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI cung cấp cho các hệ thống khả năng học hỏi và cải thiện từ kinh nghiệm mà không cần lập trình rõ ràng. Chúng ta càng có nhiều dữ liệu, chúng ta càng mong đợi kết quả tốt hơn. Tôi có thể học AI ở đâu? 6 khóa học trí tuệ nhân tạo trực tuyến miễn phí tốt nhất có. Số 1. Tìm hiểu với Google AI. Số 2. Google học máy. Số 3. Đại học Stanford học máy. Số 4. Đại học Columbia học máy. Số 5. Nvidia, nguyên tắc cơ bản của việc học sâu cho tâm thần máy tính. Thứ 6. MIT sâu học tự lái xe ô tô. Ai có thể học trí tuệ nhân tạo? Việc làm trong AI. Các công việc AI thường yêu cầu bằng cử nhân hoặc cao hơn về khoa học máy tính, kỹ thuật hoặc CNTT và kinh nghiệm với nhiều ngôn ngữ lập trình bao gồm Java, Python, A, JavaScript, SQL và kinh nghiệm về khoa học dữ liệu cũng là một điểm cộng lớn. Nhớ subscribe. Thank you.